Tôi không đáng, tôi nên cũng khó đây. Phúc ơi, Phúc, tụi nó bị gì không? Ê, chịu khó dùng nó. Hello anh em, chào mừng anh em quay lại với channel mình. Mình là Nghĩa Lên, chúc em có bằng mới học tập và làm việc thật là vui vẻ nha. Nói chung hiện tại là mình đang ở cái phòng sát bên, ở cái phòng của mình anh em. Là mình lén qua đây để mà mình quay cái clip này. Nói chung hôm nay mình muốn trò, hôm nay mình lại đặt ra một clip về trò anh em. Nhưng mà biết trò ai không? Đó chính là trò mình Phúc, Phúc Đường Thọ anh em. Nói chung là mình coi như thế này nè anh em. Thế bây giờ hiện tại là với Hòa mới đi ăn khuya ở quê đường anh em. Bây giờ tầm 9 giờ mấy á là đi ăn khuya rồi, chỉ còn Phúc với mình với Nghĩa thôi, nên là mình mới nghĩ ra một cái màn trôi, đó là mình sẽ lừa mình Phúc, đó là phấn mình Phúc là trôi tiếng mà lách chứ Hòa là sẽ chui vào cái tủ anh em để mà nhắc ma, khi mà tiếng mà lách bên Hòa thì cũng chỉ nhảy ra mà nhắc ma, nhưng mà mình lừa mình Phúc là ở bên ở trong cái tủ anh em, ở trong tủ và bắt đầu chui vào trong á, rồi mình sẽ khóa cửa lại để mà mình Phúc ở trong cái tủ đó tầm nửa tiếng hay tiếng đó, để mà xem thử phản ứng của mình Phúc như thế nào, ghê vì mình trôi cú ác như vậy nha. Nói chung là Phúc rất là sợ bóng tối lên em, nên là mình mới thực hiện cái màn trôi để mà chặt mình Phúc cho tức cho. Rồi bây giờ mình sẽ qua để mà rủ mình Phúc qua đây và bắt đầu thực hiện cái màn trôi này, nói sơ sơ, nói cho mình Phúc hiểu là mình trôi tiếng một lát nha anh em. Ok, let's go. Gì thử cái nhà này, kêu Phúc ở đây làm cái clip cho ông à, đi lên đánh đóng cửa lại, đóng cửa lại. Cái anh em mình đã kêu mình Phúc ra rồi anh em, cái là ngồi đây, ngồi đây làm gì nhà hiện tại là tiếng lách dưới ông Hòa đi ăn khuya đâu à, sao ấy là anh em là clip là trò giả mè chắc đây chịu không? Được. Chịu ấy là chúng tôi lấy khen người ta quấn. Hả? Từ. Tôi chưa nói xong mà chưa còn lâu quấn khen mày. Ấy là chúc mà là mày quấn khen mà tú đều mà mày chui cái cửa tú á, mình nứt. Khi mà tiếng lấy tắt tắt điện làm tiếng lấy mở cửa ra nè. Tao ô à, tôi đặt cũng quen là tao bật điện cái mày ô trong tú mình nháy ra. Được cho anh hỏi, chúng mình hỏi những tiếng lấy sầm mè như yêu mình ấy đúng không? Anh em. À được đi. Được cái nào? Nhắc ma bữa mày nhắc ma muốn mày đồ chút nữa muốn tao bệnh. Chắc trong mắt nó nhàng rồi chứ không sao đâu. Tại vì bữa làm như mình là tích tiếng nghi ngờ. Rồi mấy đây sao nghi ngờ được. Là mình tích điện, mình ngu quá tích điện thu phui vậy. Khi mà tiếng bật điện là mình nháy ra mất hồn vậy. Rồi ok bây giờ mấy anh em mình sẽ bắt đầu vào cái bàn trôi nha anh em. Rồi bây giờ mình sẽ Phúc sẽ bắt đầu chị về nhà để mà lo chị về phòng đó mà. Thực hiện bàn trôi này. Phòng vô được luôn. Ủa tao không qua đêm ngủ. Thì tao qua ngủ nè, tao qua ngủ. Tắt điện đi. Ý là bà chủ bà có coi kênh mình á. Là bà có coi kênh mình nhưng Phúc coi làm bạn. Ý là cái clip này mình vừa là mình ở đây ngàn chiếc bà cũng biết đúng không? Đi rồi đi. Không có phòng ai đâu, Phúc cũng vệ sinh à. Giờ Phúc sẽ hóa trang thành cung ma cà rồng nhanh. Đứng này bông nha. Quán kinh như Dubai mà Phúc. Được Dubai không? Điền quán kinh ngừ trước à rồi ngừ hả? Quán ngừ quán hẹo quán. Những manh bữa đỡ thải vậy. Manh đẩy chó vậy. Chẳng có cái kinh này. Kinh còn kinh ở đâu? Kinh 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 thái sao? Như lộn này. Kinh kinh hồn tiếng leo giái này. Leo giái đều mày leo giái. Trong mắt đều cũng sợ như dưới. Đó, ý chỉ như đủ mấy tình Ấn Độ vậy. Cái gì luôn. Thiệt đẹp lục đái trời. Cô làm ngoài nguyên quýnh nha. Lột Phúc hết trang lâu chú mày. Làm đây được đâu. Dạ được ra, được chưa. Kiếm mấy khen để quấn nó chứ cái quần nữa. Rồi ok. Rồi bây giờ mà cô quấn quần nữa. Được râu. À, được rồi. À, được rồi. Thì ném cửa lại, ném cửa lại. Ok. Vô Phúc. Vô thử đi. Ý là mình vô tạm từ thử. Ngồi ghế cũng vậy. Đủ quá ghế đòn nổ trước mẹ luôn. Chúng tạo quá đi mừng. Ý là ngồi thử tự đem cửa thử không?
ok Phú, ok trang ok không? Được, xong cho mối ra cái đủ qua đến ông gì à? Ừ. Về đâu ý? Ông gì à? Ý là lỡ trắng luôn rồi chứ ra làm cái gì? Không, Hùng hay đâu, ý là bó mày trong tú á chứ clip gì trôi tiếng đâu. Ý là trôi bó mày tú chứ không có trôi gì hết Phú ơi. Nghĩa có khó không bị nghĩa. Ý là nãy giờ tôi lừa mình Phúc là tôi kêu trôi tiếng là tôi nhốt Phúc trong tủ này, giờ Phúc vô tủ đóng cửa lại rồi nhốt luôn đó. Ý là mở cửa chơi họ, ý là clip trôi mày mà mở cửa làm gì? Mở cửa chứ đâu việc có đâu thì ở trong ấy tầm tiếng hồ vậy, không ở tới sáng rồi dậy mày ngủ còn đầu ngon bình thường mà. Ý là ok anh em nha, nói chung là bây giờ mình sẽ làm cái thử thách cho Minh Phúc là ở 24 giờ ở trong cái tủ nha anh em. Đấy bây giờ Phúc là ở trong tủ rồi. Ý là... Trời ơi, sắp bên cửa, sắp bên cửa, đừng có rung clip này các mẹ coi mà ư. Ở trong ơi. Ý là, ý gì thôi. Nghiêm trọng lúc tao như vậy. Thì nhìn mấy bạn mà sợ dữ vậy. Ý trong có tốt không? Có thở đấy. Có thở gì đâu, có thở. Có thở chết đây á. Là không có chết đâu. Lớp bị thương nặng tới nằm viện ở đâu à. Không sao hết á. Nghĩa đâu kìa, nghĩa gì kìa. Ở đó ai tên Nghĩa vậy? Ôi, có ai tên Nghĩa đúng không? Ý là bạn rác ở trong ơi. Không sao hết á. Mập quá, ý là tao làm cho mày thử thách 24 giờ thôi. Nói chung là mày ở tráng mày tầm nửa tiếng rồi tao mở cửa nha. Điên chở mới. Coi sập cái cửa mày. Còn 1 phút rồi tráng mày em mình đỡ ra tráng luôn. Đấy. Mình coi cửa luôn. Cái là mở cửa ra đủ cho mày ngộp lắm, tao vui tao sợ lắm. Mày mà sợ. Đột quỷ á. Đột quỷ cái đeo mày chứ đột quỷ vậy. Mày giúp hồi. Mày chậm đứt đáy hồi sao vậy? Làm gì chống được, mày đứng giá bộ mày không? Ý là bà mày cứ làm thử thách 24 giờ trẻ quay, có gì sáng thôi mở cửa rồi mấy anh em ra nói chuyện cho nha. Mà tao đi ngủ mày đây. Ờ, tắt điện đi ngủ cái đầu chứ đỡ làm gì nữa. Ý là bà Phúc ở trẻ không nha, mình tắt điện nha. Mở cửa là đồ mấy tao sợ lắm, tao lắm, tao vui rồi. Ý là ở trẻ không tốt thiệt các bạn. Tao vui, mở cửa đi. Không, bây giờ mình đặt thử thách cho bạn rồi mà thôi bạn ơi, đóng mai lụm triệu nha. Nếu là không thành. Không, tao không biết thôi, giờ tao ra tao nèm một cái hả? Ok, bây giờ mình sẽ nèm nha. Nghĩa thì ngồi làm mấy tính rồi đi em. Phúc thì bị mình lừa trôi bỏ trong cái tủ rồi. Nói chung là Phúc là bị mình lừa bỏ trong cái tủ rồi anh em. Nói chung là Phúc cứ tính hại anh ruột của mình tiếp một lát anh em. Nhưng mà không ngờ bị mình cho rồi. Để mà mình chờ tiếp một lát kia rồi mình mở cửa đó là tiếng lách phát hiện rồi cừ ía cho anh em. Mở cửa lên cho mày nó hướng được mày tóc vui nó sợ lắm. Lên đây. Mày sợ thiệt hả Phúc? Sợ thiệt đấy. Ờ, cho mày phát hướng á. Không cỡ mày chứ bây giờ biết sao. Đi mày mà mày chèo, mày giấu bộ với tao. Thì không, mày giấu bộ, mày thấm nấu đi. Xanh im rùm nhỉ? Xem đâu vậy? Phúc ơi. Ủa tôi không cắt, tụi này cũng khó này. Phúc ơi. Phúc. Tụi nó bị gì không? Ê, chịu khó dùng lắm không? Bà đâu mẹ rồi, không biết đâu. Có mà bà đâu không? Phúc ơi. Chịu khó đâu hê? Đâu mẹ rồi. Nghĩa, hồi nãy tôi đưa ông phải không Nghĩa? Đâu, bỏ đâu mẹ rồi. Được, tôi mơ thôi. Đâu mẹ bị gì? Phúc ơi, mày đừng có giả bộ tay ra ngoài. Phúc ơi. Mở cửa nó thôi. Đụng. Đụng nói chung mở thử không? Nó bị sao, trẻ không sao hả? Phúc, mày giả bộ mày. Lộ ra. Cho Phúc giả bộ đi em. Đồ ế, nó yêu rô, tướng chủ gì. Đồ quá, giả bộ trả lời quá. Đồ quá, để anh trả lời chứ Phúc. Đồ quá, đồ quá. Đồ quá. Em,
ý là nãy hôm nãy giờ ông đi em phía tôi phấn phúc là tôi kêu là mình mới về chỗ gái này. Ê. Ý là tôi tính nó rủ phúc là trôi ông là ốm tôi nhắc mẹ ai ngồi tôi khó cửa nhốt nó trong. Nãy giờ. Nãy được cái phúc mà nó giá bộ xíu không? Nó trò trò nó xíu không? Nó trò em chạy luôn anh. Thôi em nhốt tôi. Ừ. Chúng cái ông lên à? Đâu? Tay ra xì ra đây. Tao phải một chuyện hòa. Đổ chuyện hòa. Nó nổi như chiếc vẫn luôn. Đấy là bạn Phúc sao Phúc? Đấy là trong bạn cái sợ hôm nãy sợ không? Không. Không ấy. Tao quấn cho mày mở cửa tao ạ. Ê, để tao ngọt rồi. Ủa không ấy. Nó chịu tao là nó dùng vô nhốt đủ ngọt. Nó nhắm chịu nấu luôn. Ờ, ai. Thế tao em đã được ạ. Luôn mà tức ấy, ấy bạn tức không? Tao chung cái bánh mày á. Ấy là mày chẳng chẳng ấy. Tao chung cái bánh mày luôn á. Ai chẳng chẳng anh em đây. Hello anh em. Nói chung là mình chỉ làm clip mà trời mình phút tới đây rồi nè mọi người. Phút rất là biếm luôn, tính hại tiếng mà lấy cái đêm. Thôi mà mình có cái chiêu sách này đó mà làm cho Phúc chừa cái tậu là cứ trôi tiếng mà lấy cái đêm. Trời mà nói gì? Nó tính trôi mà. Thôi nói chung rất là cảm ơn các anh em đã theo dõi cái clip mình cho mình Phúc này. Thấy cái video này vui và thú vị thì nó lại cho kênh của mình một like, một đăng ký để ủng hộ cho mình nha nè. Cảm ơn tất cả anh em. Cảm ơn bữa nào anh em à. Tổ chức tiếp này. Bye.